Xin chào anh em, chào mừng anh em đến với Sến Ngọng Vinox. Hôm nay lại có một món đồ chơi mới với anh em. Đây. Mình thì thời gian gần đây hay bán chip. Anh em có thể thấy đây mình đang bán con chip chân ga này cho tất cả các dòng xe. Đó. Thì cái sản phẩm này là sản phẩm mà có thể gọi là rẻ nhất, tối ưu nhất, dễ tiếp cận đến anh em nhất, dễ chơi nhất. Đó. Thì có nhiều anh em sử dụng xe muốn những cái cao cấp hoặc là như kiểu muốn mình có thêm những cái sản phẩm khác biệt hơn ấy. Thì hôm nay mình nhập thử một cái này về. Cái này nói thật với anh em là nhập không thôi đã rơi vào khoảng 1.100 tệ rồi. Chưa tính ship về Việt Nam đâu rồi, hộp đâu rồi. Đó là điều khiển qua app. Thì đây sách hướng dẫn đây. Đó, module qua app đây. Đó, và cái app điều khiển của nó đâu rồi, mình vào đây. Đấy, nhìn cũng khá chi rất chi là chuyên nghiệp đó. Thì bây giờ mình thử lắp và thử test xem nó có khác gì. Cùng một hãng nhá, các bạn để ý nhá, cùng một hãng cả. Mình sẽ lắp thử xem là nó có khác gì so với cái sản phẩm mà mình đang bán đây. Thì là nếu anh em nào mà thích như kiểu xịn sò chơi qua app nhìn cho nó chuyên nghiệp hơn thì có thể chơi sản phẩm này đó. Mình lấy về đây, mình lấy về chắc cũng phải được cả tuần nay rồi nhưng mà không có thời gian để test thì hôm nay chơi thử phát xem nào nhá. Đây là giao diện app, nó có cả tiếng Trung nhé, có cả tiếng Anh. Giao diện app đây, anh em có thể vào đây này, chỉnh này, chế độ đua này, sport này, đường phố này. Đường phố này chế độ 3 mà mình hay hay bảo anh em nào hay dùng ấy, normal là về zin này, về zin cái này không có chế độ chỉnh luôn nhé. Eco này. Mình đang rủ ông anh test cùng với cái chế độ này, chế độ Eco này. Đó, thì app giao diện nó như thế này. Chỉnh lấp độ nhạy chân ga nó ở đây. Đó. Thì để xem ông anh chạy thử xem là cảm nhận nó như thế nào. Để cho ông cái chế độ 2 thôi, chế độ 3 à, chế độ 1 thì không quen lại hút vào đâu thì lại phải đi sửa xe. À, con xe 15 triệu. 15 triệu đây, nhà đại gia. Đấy, nhưng mà đi xe vài tỷ quen rồi không hào hứng lắm mua xe 15 triệu về. Chiều nay phải rủ mình bằng được đi uống trà đá khoe xe mới. Đấy, mua 15 triệu gạ bán lại 20 triệu sang tay luôn mà không bán. Bán xong giờ tiếc đúng không? Xe nào cổ vẫn đẹp. Chạy ngang rồi. Đừng bán chú. Theo. Em có ý định bán không? Đấy anh em cho à, cứ nào. Nâng cái ghế lên ngồi sướng không? Sướng, quá sướng ngồi nhỉ? Sướng, ngồi như kiểu từ thằng mét rưỡi thành thằng mét tám. Đúng, đúng, đúng. Thật thế này. Ôi, tôi cho cái gì vào mà nó rít thế này. À, cái đấy, đứng, 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 đứng. Anh cứ đi, cái tình trạng không, không, nhưng mà có vẻ nó rít hơn sao nhỉ? Đâu, không phải đâu, thế đấy. Chắc tại lâu rồi anh không kéo ấy. Ừ. Đang để chế độ 2. Ừ. Việt Nam mình chẳng biết buồn cái cần số này nhé. Có cái Ford Fortuner nghe nó co vòng nó không mệt ngày đâu. Cái xe Fortuner anh đang đi này làm đéo nó êm ngày đâu. 2019 đấy hả? Ôi chết, chưa thắt dây an toàn à, hiện đại vừa nhỉ. Không ấn tay nó vẫn lên. Ơ đi đeo khỏe thật không ạ? Đây mới chỉ là chế độ 2 thôi đấy. Ok anh nhỉ. Khác hoàn toàn đúng không? Không giống Q7 ngày xưa nữa. Vấn đề nó có đớp xăng không ấy? Không, em chạy ba em thì sang lúc trưa em chạy bảo anh nói đây đấy. Đây là ba đấy, chế độ 3 này, đường phố. À. Chế độ này là chế độ hay chạy nhất. À. Khỏe nhỉ? Đây nha, em về zin nhá, này về zin này chỉnh bằng cái này, đạp khác ngay. Để quay lại ạ. Tua nó lên hơn, lúc nào nó ở chế độ S ấy, kiểu thế. Nó kiểu như S còn hơn cái S ấy. Không, nhưng nó lên nhanh hơn. Lên chứ nhanh. Nó không giữ tua. Nó không, thằng S nó giữ tua rồi, đúng thằng rồi. Thằng S nó giữ tua. Đấy, bình thường đi. Đây là zin. Ừ, đúng rồi, zin. Khác đúng không? Khác. Kia à, nhìn này. Ừ. À, bây giờ bốc nhất nhá. Anh chạy bốc nhất mà xem. À, bình thường thì nó bấm ở kia kìa. Nên em mới lấy cái app này về em thử test xem là nó có gì đặc sắc hơn không? À đây hả? À? Ăn cái đây à? Đấy. À,
lên tu ác lắm. Đấy là tại anh chưa quen thôi. Sau này như kiểu mình chạy test ấy, sau này mình quen thì cái chân ga của mình điều, không, điều chỉnh theo thì nó đỡ đi. Nghĩa là đang cố, nghĩa là mình đang chạy cho nó nhanh. Ừ. Ấy. Nhức đầu lên mà đúng không? À, ngày xưa con này làm gì có nhức đầu. Chế độ mấy đây? Chế độ 1. À. Ừ. À đi, mẹ không nhỉ. Em này vứt hết chip xuống cho Tuấn rồi chứ không thì em lắp con Fortuner của anh Phát biết ngay. À. Đây đấy, anh đang ở cổng đó. Về luôn hả? Vợ gọi, vợ gọi. Rồi rồi, chứng minh hai mặt nhá. Mấy cái gì nó không nhỉ, có cần địa chỉ đấy chứ không nhỉ? À, chứng minh thôi gì? À, ok ok, rồi 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 rồi. Ok. Đấy, đấy. Thôi em kén luôn này. Em luôn à? Ừ, em xuống cho anh chạy test tí thôi. À. Về lại còn xuống khoe tí thôi. Anh chạy sướng không? À. Hôm nào chip về em lắp thử con Fortuner nhá. Tịt mẹ này, 9 nhà này. 400 triệu bán phí. Phí nhà đã đến thì đã đến bán xong trả tiền rồi. Xe tôi cũng vẫn ngon. Vẫn ngon. Tịt mẹ không? 700-800 triệu con xe này đi cũng trả ra cái đầu buổi phí tiền đúng không? Để làm cái xe Nhật hoặc xe Hàn là để được đi như này cũng phải 800 triệu. Không, xe Hàn bây giờ mà mới 800 đi cũng ngon, nhưng mà phân khúc nó thấp hơn tí thôi. Mẹ nó mất 2 lần tiền thôi thằng này. Ừ. Vấn đề cuối cùng là tiền đúng không? Làm buổi. Bây giờ mua con này 400 để 400 đi chơi, phải đi đi sát cánh rồi. Đúng rồi. Lấy cánh không hết tiền. Chính xác. Chú nói câu chuẩn thì ăn hết 400 đấy khả năng ung thư chết đấy. Bởi vì ăn nhiều quá. Ăn mỡ máu mà chết đấy. Ăn 400 đấy là mỡ máu mà chết đấy. À, cái màn hình của nó đây à. Vâng đấy. Trông đẹp đấy chứ. Nó làm đẹp mà. Hoàn thiện tốt. Đây, bình thường là như thế nhưng mà em mới rút ra để em chơi cái quá áp thôi. À. Chứ còn bình thường là điều khiển ở đấy chứ không phải điều khiển bằng điện thoại. Vấn đề là nó làm cái này nhìn rất đẹp. Được đấy. Đủ ma. Sao thật, vấn đề. Em mình thấy cái xe này vẫn ngon. Bán làm gì? Em nói thật là bán là lại phải bù mất 300-400 thì mới mua được một con nó tương tương như như này. Thịt mẹ chúng nó cứ bảo Trung Quốc cái 3-4 năm trời nhìn nó vẫn như mới tinh như thế. Đấy, có gì đâu. Người Việt Nam mình chẳng nghĩ khác cái gì. Nên là thằng bạn anh nó mua con Orlando là lý do là nó đéo cần biết thiên hạ nói gì nghĩ gì. Ừ. Chúng mày đéo chơi tao chơi. Ừ. Thằng ấy nó nghĩ như mình mà. Ừ. Nó bảo chúng mày không chơi việc của chúng mày mà tao vẫn thích thì tao vẫn chơi. Nói chung là cuối cùng là lắp cái màn hình này vẫn là ok đúng không? Ok. Chú lưng cái ghế lên là chú mà nhìn thoải mái và thì nhiều trước mà chưa lưng cơ, chưa lưng rồi nhìn nó hơi khó chịu. Trước chưa lưng không nhìn được. Đấy, còn bây giờ lưng lên rồi ngon rồi. Thì hôm ấy thằng cu em ở trên Hà Nội xuống nó lắp cái màn này này, em dẫn xuống Tuấn này. À. Thì em bảo là lắp cái màn này xong. Mày phải lưng ghế thì lên. Thì mày về đến Mạo Khê mày gọi cho anh dẫn mày ra nâng cái ghế lên. À. Thế xong nó còn về nâng mà xong nó còn bọn ấy nó còn nghỉ trưa. À. Nó còn phải đợi ngồi đợi cái bọn ấy nghỉ trưa dậy xong nó lưng lên. Nhưng mà đúng là lưng ngồi nó đầy đặn nó sướng ngồi hơn. Ngồi sướng hơn, cao hơn, quan sát tốt hơn. Quan sát hơn. Trước đây nó cứ thụt con mẹ xuống ngồi tức cái nháy chứ. Xong rồi cái xe mình cái nắp capo rồi nó cao đó, nó khó rồi, quan sát. Đúng rồi. Ví dụ như cái xe Fortuner kia thì nó có cái ghế nó chỉnh gật gùi được. À. Nhưng ông này ông ấy đéo có cái chế độ đấy. Đúng rồi. Nên là bắt buộc phải có. Còn thằng kia nó có đời cao là nó gật gùi gùi này này, cái này có cái dở cái chỉnh ghế này nó ít chỉ hướng quá. 6 hướng nhưng mà nhiều hướng không được cơ bản lắm. Đúng rồi, cái hướng này là cái hướng quan trọng nhất này, bọc bênh này này. Đấy. Này là hướng quan trọng nhất này, thì đéo có. Thôi nhá, anh về. Vâng, vâng. Chí hả? Vừa cho ông anh nha. Đây, nhà ông anh đây. À, 15 đại ca ấy đổi xe chỉ 5-6 lần thôi, chơi đủ các thể loại xe cứ vài tháng lại bán, vài tháng lại bán. À, thì đi rất nhiều xe trước, chơi xe Trung Quốc, mua trước cả mình.
À, mình không biết khi nào, khi mà mình vào hộ xe Trung Quốc rồi ấy, mới biết là anh mua. Đấy, xong anh em chở đá với nhau 3 năm nay rồi. Đấy, thì cho thử cái chip này. Hôm nay anh ấy khoe xe mới, anh ấy một năm đổi xe 5 6 lần, cả mới lẫn cũ, cả Beam Mac rồi Range Rover Evoque rồi NX570 các thứ anh ấy lái tất tần tật rồi, nhưng mà chưa bao giờ khoe thằng em mua xe mới, mà hôm nay mua con xe 15 triệu gọi chạy lên tận nhà đón thằng em đi uống trà đá khoe xe mới. Đó, và chạy và cho anh ấy chạy thử cái chip này. Cái này là cũng là chip chân ga mình như mình đang bán thôi, tính năng nó tương tự, nhưng mà nó điều khiển qua app. Thì mình test rồi, nó tương tự như cái chip mà mình bán cho anh em đây, điều khiển qua cái này. Đấy, điều khiển qua cái này thì là tính năng thì là tương tự nhau thôi, không có gì khác biệt cả. Cái ưu nhược điểm thì theo mình nghĩ ấy, là anh em nào thích chơi kiểu sang chảnh, thích qua app giống như kiểu là dùng điện thoại xong là chỉnh chế độ mình ưa thích, sau đó cất đi, dây dợ không lằng nhằng, không lộ ra ấy, thì có thể chơi cái qua app này. Nó giá thành thì nó xem nào, như cái bây giờ mình đang bán cái này là 1,2 triệu, thì giá thành mình lấy y như giá bên Trung Quốc thôi là 3,6 triệu, 3,6 triệu gửi đến anh em. Đó là cái điều khiển qua app. Còn đâu tùy độ chơi của anh em nào có nhu cầu thì có thể ới mình. Đấy, thì là ưu nhược điểm thì thật ra ấy, mình là người bán hàng, bán được cái này ấy, lợi nhuận tốt hơn cái này, tốt hơn cái ấy này. Nhưng mà khuyên thật anh em là chơi cái này này, bình dân học vụ ấy, mà đến lúc lái xe tiện thao tác. Đấy là khuyên thật anh em như thế, chứ cũng không phải ấy đâu. Còn đâu nó cũng có một sản phẩm, thêm một sản phẩm vừa điều khiển qua app và vừa điều khiển qua màn LCD nữa, có thể là như thế làm được. Đó, có cả sản phẩm như thế, nhưng mà nếu mà anh em nào có nhu cầu thì bảo mình nhập về thôi. Chứ còn nói thật là đến cái bản thân cái app này, đây xem mình đây mình nhập về đây mà xem mình lắp xong thử xong cái mình cũng tháo ra. Đó, anh em là có nhu cầu thì mình bán thôi, chứ sử dụng thực tế là mình cũng không sử dụng. Đấy, bán hàng cứ tâm sự thật như thế. Thế nhá, xin chào anh em.